ជាជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើស្លមកជូរតឡាចាសិនមិញស្លប្រហើរតឡាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងស្លមកជូរតឡាចាហើយខ្ញុំនឹងមកប្រមូលបន្លែខ្ញុំនៅក្រៅផ្ទះនេះយកទៅស្លមកជូរតឡាចែកជូរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទៀតចា Hello everybody today I'm going to make Cambodia sour soup so I'm coming to pick my vegetable from the backyard homegrown vegetable to makeA delicious Cambodian sour soup. So let's see what do I have in the backyard that I need to gather for the sweet and sour soup. Okay, so what I need is the kaffir lime leaf. So I'm gonna need a few. So as you can see, they're not doing very well because it was so hot. So the plant is kind of a little bit not healthy because I need to water them.Oh my goodness. Okay, so I'm going to need at least 4 or 5 of these kaffir lime leaf. So that's all I need. Okay, so I'm going to get this. And then next I'm going to need the spring onions. Oh my goodness. this one is so big. So because it's so big, I'm only going to need one. So this is the best part of growing your own vegetable because if you need to make some sort of soup, you have it right here.So all I need is one because it's such a big spring onions, okay? Look, it is so big. This is all I need, just one. It's not even fit into my basket. And then I'm gonna moving on to get some cherry tomatoes. So make a sour soup. It tastes the best when you have fresh cherrytomatoes. So I do have a few of them in here. Oh my goodness, I had cleaned this thing so good. Now it start growing like very bushy again. So I do have some cherry tomato I need to pick. Here it is. Got some green ones, some red ones. So I got cherry tomatoes.Look at this, I have a few more on the other side. And then what I'm gonna need is the jalapeno. So jalapeno make the best sour soup. Okay, so I'm gonna pick 1, 2 would be good. Chà, những bài pì đã xa lò mà chú dân cứ thả chân anh món à nâng xa lò mà chú chân anh màn tên. Chà, so...Jalapeno make a delicious sour soup also, okay? So and then I'm gonna moving down here. What I have is a basil. Oh my God, this crazy cucumber kind of grow everywhere. I'm gonna need basil. So put this back here. Things just doesn't know where to go, so it's hard to start crawling everywhere. Okay, so I'm gonna need basil. So basil make the soup taste the best. This is holy basil, so completely from the Thai basil. So what I do is I'm gonna try to use all of these because you have, in order for your basil to produce more delicious tender young leaf, you have to remove all the one that have flower like that one. See, look, you have to remove all this so the new one will grow. And the thing is that you're not supposed to leave the cinnamon basil next to the holy basil because they kind of like, I don't know, the flavor of the two will not come out nice. So I have to pick this up and put somewhere else, put it over here. I totally forgot. See, as you can see, they're not purple anymore. The cinnamon color or the purple color, they're turning white. So you cannot grow a cinnamon basil next to the holy basil. Okay. Chúng ta ai đam về chuyện này để ngon này về chlong hay nhóm plate nhá. Plate tới lâu về po về đội riêng chlong. But I still need more basil right here. And then I also have more right here.You want to know why all this dead leaf is all around? Because I'm trying to throw it in there so that the deer don't come and eat my basil or my tomato.
So I'm going to cut up all of these bay so ខ្ញុំនឹងដេចត្រួយវាអស់តែទាំងអស់គ្នាព្រោះអីអាត្រួយនេះនេះគាត់ចោលអាត្រួយបេសហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ដេចវាវានឹងផ្កាផ្កាទៅប្រើការអត់កើតទេឬត្រាតែយើងចង់ទុកវាធ្វើពូជបើសិនណាយើង continue to ដេចវាអញ្ចឹងវានឹងចេញត្រួយឲ្យយើងប្រើការវាទៀតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដេចវាអស់អាក្រិចវាអស់ទៅដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់មកឲ្យយើងបានយកទៅស្លទៀតអញ្ចឹងណាចាទៅសក់ខ្ញុំឲ្យផ្ទីខ្ញុំហ្នឹងថាវាដុះងាប់រស់ហ្មងអូខេ So I got enough basil here So the next vegetable I'm going to need is lemongrass Cannot cook sour soup without the lemongrass okay you must have lemongrass either the stalk or the stem you use it both so right now I cannot cut the stalk yet because they're still young so I'm just gonna grab a few leaf from here because this plant needs water so bad ខ្ញុំបបលេះលក្រីទៀតឯអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លមកជូយើងហ្នឹងបើថាយើងអត់មានលក្រីឬក៏គុណលក្រីក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានមកគុលនៅក្នុងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបេះស្លឹកវា2 3យកទៅញីទៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អូខេ and then I also have this cilantro look I just cut not long ago now they completely get to the cut ប្រហែលថ្ងៃមុនឥឡូវវាចេញផ្កាទៀតហើយ so this is ជីរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទឹកកាត់ថ្ងៃនោះមិនសោះឥឡូវវាដុះដុះបន្លាដុះផ្កាមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់អាផ្កាវាហ្នឹងយកទៅស្លអូខេ so I am cutting the flower only for my soup I just cut the other day but now they kind of grow everywhereដាក់នឹងផងដាក់ម្រះព្រៅផងរាប់ឲ្យឈ្ងុយឈ្ងប់មែនតែនហើយសឡំមកជួខ្ញុំថ្ងៃនេះចាហើយទៅអត់មានអីបេះទៀតទេមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្អែងអត់ត្លាចនេះវាអត់ទាន់ដល់ពេលបេះទេហួយវ៉ាវនោះតែ2ថ្ងៃសោះបងអីក៏ធំធំលឿនម៉េះបងតាម2ថ្ងៃដែលខ្ញុំកាត់ត្លាចមកឥឡូវជា4ថ្ងៃត្រឹមតែ4ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនមកផ្លែមកផ្លែត្លាចដល់សោះ4ថ្ងៃសោះហ្នឹងណាមកណោះវាចាប់ដើមដូចថាវាអត់ឃើញក្តាប់ទៀតទេខ្ញុំឃើញថា1 1 2 3 4 5មានផ្លែ5ទៀតចាគឺថាវាអត់ទាន់មានផ្លែមកទៀតទេឃើញតែ5ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅចាប់ដើមស្លសិននៅពេល2 3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងស្លក្តាប់ចែកនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប៉ុន្តែឥឡូវស្លត្លាចសិនចា And here is some more of my cherry tomato I'm going to put a lot of tomatoes because it tastes good in a sour soup. ចាប៉េងប៉ោះយើងដាក់ស្លមកជូរប៉េងប៉ោះតិចតួចនេះគឺឆ្ងាញ់ចាបេះអាទុំទុំអស់សិននេះណា so my ស្លមកជូរ gonna be so colorful ស្លមកជូរខ្ញុំមើលទៅដូចថាស្រស់ស្អាតមែនតើព្រោះអីមានប៉េងប៉ោះលឿងប៉េងប៉ោះក្រហមមានទេសខ្ចីអូចាំមើលតែស្លចេញមកណាពណ៌វាស្អាតមែនតើOkay, ខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមស្លសិន Okay, I have gathered everything that I needed for my sour soup, so I'm get ready to make them right now. អ្វីអ្វីដែលបេះនៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងគឺបានប៉ុណ្្នឹងឯងយកទៅផ្សំគ្រឿងស្លមកជូរត្រឡាចាចាំមើលទាំងអស់គ្នាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើស្លមកជូរត្រឡាចាត្រឡាចខ្ញុំបេះមកពីម្សិលមិញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមស្លវាអស់ព្រោះគឺស្ដាយវាຕົកវាទៅខ្លាចវាខូច So today I am making Cambodia soup called sweet and sour soup using my fuzzy squash Okay so this is my fuzzy squash that I grow in the backyard we picked this yesterday ចានេះជាត្រឡាចចាត្រឡាចដែលខ្ញុំបេះម្សិលមិញហ្នឹងណាចាំទៅខ្ញុំនឹងយកវាមកស្លអស់មុននឹងវាខូចចាខ្ញុំទឹកទៅស្លប្រហើររួចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសល់មកកណាត់ហ្នឹងខ្ញុំស្លមកជូរចាស្លមកជូរដូចជូរស្រុកស្រែយើងហ្នឹងណា
chân thế ở lâu nít nhom mà cái bông ta chật bỏ vía chả xoa mà chiếu nó cứ thành nhom chật rồi biết mai chân thay chờ và mù thế không ta nhom dậy về trâu mà so the way I cut my vegetable they said it is like it's supposed to look like this okay long rectangular piece like that so I'm go using my knife go like that you don't want it too big and you do not want it too small either so this is what we make salami with you and this is how you slice it you go this way I think it's a little too big already but it's still okay okay thế bạn sẽ nói tu chân nếu việc khai từ chia chà chân tư ở dừng chặt kia khởi nhé tại vì thông thông và nắng lắm dừng slow mà chú cứ dừng sắt chặt bẹp nâng anh okay so I'm gonna cut all my fuzzy squash and once I'm done we'll show you yes lately when I cook I have to boil my mushroom because I don't like the fungus smell chà mà có mang ngay nâng mà thay nâng tư là thêm slow sắt nó lại ngọt này thêm trâu và đôi ta không trâu và vừa 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 ngào cho nó bị trụi ớt bên phải hai cái đó bên là hiện sao hay giờ về tới slo thì miền trung chết chăn mà tên ta lượng mới nhầm slo ở giờ về về tới sao tên tức là giờ về tới trọc tên á tôi thà về không khăn chả về không khăn đi thà về không khăn ở chăn mỏng anh chân đó là tên là hiện slo tức là thưa ấy rút chết slo nhầm nó về ớt chăn chân tới nhầm hiện sắp chết về giờ về tới sao rồi tới trọc tên á sao đạm bờ lại một tí nữa hay tới liền sắp về ở a hay tới giờ về tới slo thế So everybody, make sure you boil your mushroom, wash it, and let it drain before you use for cooking, okay? Because lately I noticed that it had such a strong fungus smell, so I really don't like the smell, so I have to wash it. Okay, so it tastes better, the soup tastes much better when you boil it first, okay? Maybe you all know that, but I did not know, I just discovered that when I boil it first and then use it for cooking. It tastes much better. Thấy tới away để nhôm mà đặt mò thì rồi cho nó nhôm đặt về trăm rồi thì mai khai thì trăm từ tuần mười là tiên với lại nó sẽ cũng trăm duy tiên lại bao về khâu nhé. Then I'm soaking with vinegar for a good 5 to 6 minutes or maximum is 15 minutes. Okay, so I'm let it soak in the vinegar water for a good at least 5 minutes or more, okay, before you use it for cooking. So here is the ingredient that I'm gonna put in my stock. So I'm not making this soup any different than the previous stock that I made, okay? So khnyom srap da slo ma chiu khnyom mon sau che thveu vi khos khnia pi slo prahau te cha kư ta khnyom dak kreung knong slo ma chiu khnyom nang dambei khnyom yo chiet hai nang khlen kun lakrei lakroj hai nang madeing nang dambei vi thum khlen chmuy no knong chnang khnyom a chang khnyom trou ta sngao vi mon san doy khnyom nijei chang khnyom ot chou chet nyam slo ma chiu dai mien avai nyai nyai no knong nang hai slo ma chiu khnyom trou kư tha mien ta palai hai nang sach nou pel dai khnyom nyam khnyom mon bach reuh vi kovot chaol cha mùi hạt này hay bạn nhầm slo đặc biệt nâng roll peel chẳng nơi khnông lơ có bật khi nhầm nếp nhầm miền rầm đế của lạc rối hay nâng slug rây chà and then miền tâm so đài chẳng là bỏ tầng ọt nếp nhầm nâng đã về chỗ tụ khnông tắc làm bầy sngào vía vô rút chiết khlân slo mà chiu so I'm putting all this into my boiling water So, you know, if you don't have kaffir lime leaf, I have a lot, so I use a lot in there. You only need like 3 pieces in there, okay? So I let it boil, and I'm going to use just like how I cooked yesterday. I'm using all that fish bone and stock. Lâu khi nhóm miền trầy tiệt hai, bởi khi nhóm cầm mong trầy nắng bê, là khi nhóm tớp xá, nhóm cầm mong kê, ôi kê chiên, ôi khi nhóm bay chàng, chẳng nhóm miền trầy là bay. Chẳng tớm xa mà nhóm xa lọp hát ngài nè, xùm xa lọp mà chiêu. Nhóm thơ đôi khi nè, bè sạch chánh do chân hay nâng ở vây đại dương nhà mà khát nâng do ta đã xa ngáo đàm bây giờ vì chân chiên. Rồi thái cơ, rồi mùa ngọt viên tục cháu lên nâng hái. Chùm rõ cho tật nâng do ta xa lọp mà chiêu chá cứ đôi khi nè. Nhóm thơ vẹn đôi khi nè chá. So this is my fish. I'm gonna use the bone, the skin, and the head to make the broth, okay?
Chà, lâu nít khi nhóm bàn bè sạch về ở hơi hay từ nơi sau ta chân hình sẽ bày nắng chân khi nhóm từ lẽ về chỗ tập nông chân ngào nâng tầm đoàn chà nhóm ở việc ngào về chân chiệt ở sân lắm rồi hai tớ bàn khi nhóm vô tập nắng vô tập slo thế lâu nhóm ở việc ngào nông nông cường khi nhóm nâng sân ca chi ra nà nâng cứ khi nhóm đã ngào khi mùi trầy nâng đài chà bà chọn xua nhóm thà hai đại đã muốn bữa nay nhóm chọn ngao về đảm bảo ở về miền chiết chuối chăn được không tắc sờ năng chân nhóm đã về ngao chỉ mùi cồn lợn cây hề vây vây đại nhóm đã chiều được không năng cứ thay nhóm ngao về được không năng so I'm boiling my cilantro yeah this not cilantro this is cilantro cilantro I don't know how you call it I'm boiling that leaf or the flower of that cilantro into my soup as well. Chà, nít chia kêu kêu đại khiêm riêng chom nở lơ thác nít tưng ọt ná. Đại khiêm dọa ta slom mà chiêu chà. Là bọc lá có khiêm tinh kê, là bọc lá có khiêm bạc mò bì kỳ rõi chà. Đôi chìa trái nít có khiêm bàn tinh kê. Hay tư JP Shrimp nít có khiêm tinh kê mà đá cứ thà cơ bự. Chà, bự nó có khiêm tinh kê. Sất có khiêm tinh kê. Lạc nhầm đam khuôn anh lạc tâm đam khuôn anh bình bó đam khuôn anh mà đáp đam khuôn anh mà tên năng đam khuôn anh chà hay chìm này là bó cửa 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 ngon này cứ tên kê tự ngon năng anh anh ấy chìm chùm bơ tật trây và học hay score thì hào đã score bơ nâng hay nâng mà xảy sụp mòn nâng sạp ở miền đảo đảm bay miền rồi chết chẳng anh. So everybody, this is the ingredient that I'm making my Cambodia sour soup. So I'm gonna tell you each piece and what is it in here that is considered homegrown and store bought. Okay. So the fish is a store bought, shrimp is store bought, mushroom is store bought, homegrown is the fuzzy squash. Tomato homegrown, spring onion homegrown, jalapeno homegrown, and holy basil is homegrown vegetable. So all of these vegetables that I have here, I'm going to make in turn it into a delicious sour soup. And then I also have this one is tamarind powder, fish sauce, and I have fermented fish, brown sugar, and chicken powder for the flavor. And I also have chopped garlic with spring onion, and I'm gonna put that into my soup as well. So in a minute, I'm gonna start putting all of these ingredients one by one into my boiling stock water. Here is my stock that I boil all of the herb and seasoning. It turned into like this. Chà, nè, tụi con nè, lâu nè, tức xúc nhóm nâng á, cứ thà nhóm xâm rõ vía chanh màu bì chiết trầy để nhầm ngào chỉ mùi cường nắng hay tới nhầm trầy tới lệ lực tách chỗ tới con nắng so I'm throwing in my lemon grass leaf and then next I'm going to put in all of these vegetables didn't matter which order you just kind of throw it in so I'm start putting everything in right now. Ooh, gotta be careful, this water is boiling so drop very gently. So adding all these into that soup. Okay, next I'm going to put my mushroom. Here's my mushroom, put it all in there. And then I'm gonna put my tomatoes. Put all the tomatoes in there. And then I'm going to put my fish and let these ingredients cook for a good 2 minutes first. Nhóm đã bà lại trầy hay nâng sạch nâng chôl tâu hay nhóm đã vì ngào bàn mà bụt sân bàn nhóm thaym bì lơ tiệt. Chả là nít sụp dương nó cứ thả vì bụt thân chí rô khăn màn tè nâu bê nâng nhóm nâng đã mà đôi chìa bấm chìu bấm nâng. So I'm putting in all my ingredient in here, tamarind powder, fish sauce, chicken powder, sugar. Okay, and then I'm going to stir it around. Go with some mouth. Okay. Rồi hai cái giờ đã mặt tây năng châu tư đã shrimp năng châu tư putting that shrimp in there. Then let it cook for a good
chưa mòn mà nết nhom plek prap nẹt ngóc nia thả nhom bán chiết chrom và học châu từ hai chào tay nhom plek thọt nộp về là nhom thưa nắng á. So everybody already add my fermented fish into my soup and I forgot to do the video. So I'm gonna fry my garlic and get the fry. Chà dùng chiên tâm chúng mình gặp tâm nắng dùng chiên vừa đặc biệt được thả from my garlic to put into my soup. You want it nice and golden, golden brown. Okay, linh ở việc đợi thà hòm tí chứ. Dạ, lấy nước tâm nó dừng việc bàn có hòm phần năng hay nữa. Dừng nâng đu hà tất xúc. Tiếp nong chăng sờ lo dương nưng dương đuh về chỗ tới đảm bay nơi pê là dương chạ về chỗ tới trong chăng dương về chỉnh mà ở chạ chỉnh ở cái trong cái nưng so everybody I'm going to put this into my soup. Okay, so I'm putting the soup in here so it's easy to like lên về chỗ tới về sruol nè đặt về chỗ nơi tới ở chỉnh mà tiệt. Okay, so that's how I use the garlic, the fried garlic to put into my soup. So I basically put a lot of liquid into my frying pan and kind of like clean it all up and put it in there. Yeah, and then next I'm going to put my I'm going to put my spring onion. Yeah, khnyom da slak tum da khnyom ba mo pi kroy pteh nang na tngok khne da ve chol. Yeah, đã về chỗ tứ cô vì sập chân má nè ôi chung với chung anh mình tan hay ti bình chọc nắng nhộp đặt mà đẹp rồi. So the last part I am adding the holy basil into this part. Whoa, there you go. So that is the last step. Now all you have to do is taste it. The flavor should be sweet and sour. Okay, sweet and sour soup. You can make it like a sweet and sour seafood soup, so it is so refreshing. So when you taste it, it had a little bit sourness and sweet and also a little spicy, not super spicy because of the jalapeno, so a hint of spice. Okay, so this is it. Nâng ai nè, tôi có nô bê là dương slo rập biệp ní nó cứ thả sruol nhằm mần tên hay tơ chấm này ta là cây nữa nghe chừng sòng chèn màu cho hà lâu vậy đấy bây giờ. So this one here you take it out, you're not gonna eat that because I just need the scent of the lemongrass and that smell into my pot. So you remove anything that is not edible out of your pot, okay, which I already cook it separately already. So there's nothing in here that I have to worry about when I eat. There should be only pure vegetable and meat. Okay, so this is it. Oh, good job. The bamboo video. Okay, I'm going to read all high, but I don't start a bong slaw time. Okay, I'm going to slow slow. So, more video. Okay, I'm going to read the bamboo video. Okay, so thank you so much, everybody, for watching my soup, my cooking channel here. So, enjoy. And you have any comment, just leave a message for me. And thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye. Chimrip suốt đây nát ngon kia tngay nát nhom nang tập bát, blai krai ptia yom a slaw ma chu tra la cha. Tao miên nát na clad, đại club slaw ma chu tra la, rub yip nát nhom slaw cha, bì ptia nhom, slaw chu nát ngon kia ban tusna, xong chuin mơ đôi tò tony. Cha chimrip suốt đây nát ngon kia, tao miên nát na clad, đại slaw ma chu tra la, rub yip nát nhom slaw cha, xong chuin chuin mơ la video nhom, rub yip nhom slaw slaw ngay ngay. Hay có chăng hay có miền ruột chiết
đôi thà nhắm tới nước đó sọc mài chà cứ ta chung anh màn tên nít chìa sổ mà chiêu trò lá chỉ mùi sân ok xong chương tu sân á mơ tương ọc nè chà. So everybody please watch my video. I am making a very delicious Cambodia sour soup from my fussy squash that I picked the other day. Ok so here it is. Cambodia sour soup, it is cooked complete, ready to eat. There you go.